Xin chào các bạn, hôm nay là thứ Bảy 21 tây tháng 9 2024, gia đình bé Ú có mặt tại chùa Linh Sơn. Hôm nay chùa tổ chức Tết Trung Thu và mình rất vui tại vì hai đứa con của mình học Việt ngữ ở đây và họ sẽ được biểu diễn trong văn nghệ của ngày hôm nay. Cho nên xin mời cả nhà cùng với gia đình bé Ú tham quan sự kiện này nhé. Hello my friends, today is Saturday, September 21st, 2024. We are here at Linh Sơn Temple in celebration of Mid-Autumn Festival. Today my kids will be performing on stage, so I am very excited to see how they do. Please join us as we celebrate this festival. Get away!
tị nạn, nơi đã mở rộng vòng tay nhân ái cho chúng ta một vận hạnh. Để nghiêm chỉnh làm lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Chào giáo kỳ Phật giáo bắt đầu. Trong cái lễ mà Trung Thu, chúng ta thấy là có là tôn chơi lồng đèn, hình ảnh có những lồng đèn đủ loại là có, cho các em chơi, ví như là lồng đèn với số hình từ bông hoa, cá, gấu và tục ngắm trăng, có những khoảnh khắc trăng lên vô cùng thiêng liêng, với nhiều người ánh trăng là biểu tượng của sự sống vậy. Quý vị bộ chàng pháo tay cho các em Quan Vũ Nam trong bài múa rước đèn từ A đến Z. Thank you.
bài múa đêm trung thu. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các em. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay.
Sài Gòn ơi sạch. Bàn chân số 11. Con chạy vòng nhẹ, mưa chạy theo đám bạn.
lâu nay chưa cùng nhau đây. Hay ta quên rồi nào vậy? Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chỉ kịp ăn tối. Hôm nay quên tân rồi. Sao ta không cùng nhau tao lũ đi chơi, mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bên dòng cùng trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài. Mình đốt đèn và cùng với đoàn lân
sẽ đi chung quanh chùa, sẽ đi chung quanh chùa, và mình sẽ cầm lồng đèn đó đi chung quanh chùa và cùng nhau thưởng thức với nhau để đi với chúng tôi cùng với Hoàng Lân về rước đèn. You go out there, parents. Receive the candle outside. Xin quý vị vui lòng bên ngoài để mình giúp các em. Bây giờ mình giúp mấy em đốt đèn cầy để theo lưng đi vòng quanh cái chùa ha. So we're getting ready to follow the dragon and circle around the temple. It's a tradition for the autumn festival. Thank you.
nhất. Alrighty, let's go. Hai lì đấy, hai lì đấy. Đây, một đêm rất vui. Rất cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Xin hẹn ngày tái ngộ. Thank you so much for watching and supporting our channel. Until next time. Bye bye.